Con thưa thầy, thầy cho phép con hỏi. Bi là hành động giúp đỡ cứu vớt. Bài giảng vừa qua thầy có nói cứu khổ người khác thì lãnh nhân quả của người đó. Hai điều này có mâu thuẫn không? Bây giờ trong cái vấn đề mà tâm bi á, thì đây là cái nhân quả, cái nhân quả mà có cái nhân duyên. Con hiểu không? Nếu mà tay rước đường đi thầy có cái nhân duyên gặp cái người tai nạn khổ, bị tai nạn giao thông, đó là cái nhân duyên mình gặp mà. Còn không gặp thì mình đi tìm nó thì sao? Cho nên ở đây cái ông thầy thuốc lại đi tìm bệnh nhân để trị có phải không? Thì như vậy là mình đi tìm cái bệnh để mình lãnh cái quả người ta. Cho nên thầy nói phóng sanh cũng như các con nghe ha, nó không mâu thuẫn đâu. Mình phóng sanh mà mình đi tìm chim cá mình phóng sanh, đó là mình đi tìm nhân quả. Mai mốt mình thành chim chúng cũng nhốt mình lại à? Bởi vì mình tìm cái nhân quả của người ta mình gánh mà. Con hiểu không? Nhưng mà bây giờ tôi đi trên đường, tôi đi ngang cái chỗ cái sông cái dòng suối đó, mà trên đường tôi đi chứ tôi đâu đi tìm con chim con cá đâu mà tôi thả. Nhưng mà tôi thấy cái ông cầu cá, con cá nó giải dùa, tôi biết con cá này có duyên với tôi, nhân duyên mà. Con hiểu không? Tôi mua liền con cá tôi thả. Đó là tôi tâm bi tôi, mà tôi thực hiện được cái lòng bi tôi ngay cái chỗ mà cái sự đau khổ của loài cá, chứ không phải tôi đi tìm con cá. Cho nên nó không mâu thuẫn đâu con. Bởi vì tu hạ bậc thì mình phải hiểu nhân quả, mà nhân quả thì phải có nhân duyên, có duyên mới gặp, còn duyên không duyên mà đi tìm nữa là sao. Cũng như bây giờ tôi đăng cái bản là tôi làm thầy thuốc, rồi bắt đầu tôi giờ cái đăng cái bản đó mà người ta cứ đến đây người ta trị bệnh, tôi lãnh bệnh họ đó, tại vì tôi đăng bản. Còn bây giờ tôi không đăng bản mà tôi thấy họ đau khổ, tôi giúp đỡ họ, đó là cái duyên của tôi gặp họ, gặp họ trong cái đau khổ thì tôi không bỏ, tức là tôi thực hiện tâm bi. Chứ tôi không đi kiếm bệnh nhân, tôi không trả lời nhà này ông có bệnh nhức đầu không, ông có bệnh đầu chưa để tôi trị bệnh cho. Thì như vậy là con đi kiếm cái nhân quả của người ta thì con phải làm, không phải làm. Người ta có đâu có đến mà mình đâu có duyên gặp người ta, nhưng mà mình đến mình đi tìm để mình trị là mình làm, mình phải làm cái nhân quả đó. Đó là theo quy luật của nhân quả. Cho nên quy luật của nhân quả thì nó có nhân duyên. Anh có quả khổ đó mà sao anh lại gặp tôi? Cho nên tôi kiếm, tôi phải tìm cách tôi chuyển cái nhân quả của anh bớt, tại vì có cái duyên gặp tôi. Đó là cái quy luật của nhân quả này như vậy. Con hỏi cái câu nữa. Trong luật dân tiên có câu giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Ở với em thường thường là nhân nghĩa lễ trí tính, ở trong đạo nho mà thấy cái sự bất bình người ta hiếp đáp, như hồi nãy chuyện chuyến xe đó, thấy người ta hiếp đáp cái người phụ nữ như vậy thì mình đâu có ngồi đó mà nhìn được cái chuyện mà bất bình đó, cho nên mình mới ra tay. Do đó cũng là tâm bi, cũng là tâm bi chứ không có gì hết. Nhưng mà ở đây thì cái câu của ở trong cái luật dân tiên á, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nghĩa là thấy cái chuyện mà làm của người khác, làm khác, làm cho người khác đau khổ thì mình không thể mình ngồi mình nhìn được, mình không thể mình kiến nghĩa bất di vô dậm giả. Nếu mình thấy một cái điều mà mình bất bình mà mình không ra tay thì mình không phải là cái người tốt, người quân tử. Cho nên vì vậy đó mà mình phải cố gắng mình khắc phục, làm sao là con người của mình thì mình không có, mà đạo Phật thì nói nó là tâm bi, chứ không phải là người, không phải là cái người quân tử đâu. Mà ở đây mình chỉ là cái người thực hiện cái lòng bi của mình trước cái cảnh khổ của người khác, trước cái cảnh mà bất bình đó thì mình ra tay mà thôi. Cho nên dân tiên mà làm nghĩa hiệp cái gì đó phải không? Thì đúng là cái chuyện mà như câu chuyện mà ở trên chiếc xe cái gì đó là cũng thực hiện tâm bi đó con. Tức là dân tiên thực hiện tâm bi chứ không phải là vì Kỳ Nguyệt Nga đẹp mà anh chàng này mà tay ta đắm đau mà thấy cái chuyện mà giữa đường mà những cái người kia ăn hiếp Kỳ Nguyệt Nga như vậy. Cho nên cái dân tiên ra tay vậy đó thì điều đó là điều tốt, đó là cái tâm bi của người ta. Mình ở trong đạo Phật thì mình thấy đó là tâm bi, nhưng ở ngoài đời thì người ta đó là cái người quân tử. Con hỏi đây là tâm gì đó thì đó là tâm bi. Không, mình rõ lắm, bởi vì mình học chưa học thì mình chưa có rõ, nhưng mình học rồi mình biết lúc nào là tâm từ lúc nào tâm bi, mà mình thực hiện ở trên tâm từ bi, nhưng mà mình chưa có chuyên. Bắt đầu bây giờ đó mình chuyên, tức là mình tu về cái tâm từ hoặc là tu về tâm bi thì mình chuyên rồi thì khác rồi.
Thiên rồi thì nó đưa đi đến cứu cánh giải thoát. Còn bây giờ đó, vì mình thấy mình là con người, mình phải làm như vậy thôi, thấy trước cảnh khổ mình phải làm thôi. Đó là cái đạo đức của con người thôi. Cho nên về đạo đức con người, ví dụ như thấy người ta trước cảnh khổ, thấy người ta chết đuối mình nhảy xuống mình trước người ta, mình cứu người ta, thì cái điều đó là cái bình thường của một cái đạo đức thôi. Nhưng mà chưa thực hiện tâm bi đâu. Nhưng mà khi tâm bi rồi mới còn thấy nó tuyệt vời lắm. Nghĩa là mình đi sâu vào một pháp để cứu cánh mình mà. Cho nên mình thực hiện cái lòng bi nó hoàn toàn nó phải đúng cách của nó, chứ nó không phải là cái đạo đức thường thường, đạo đức xuống. Cho nên ở đây lần lượt mình sẽ học rồi mình từ đó mình mới thấy mình thích cái đặc tướng của mình hợp với cái pháp đó. Mình thấy mình thương người như vậy, mình thương vật như vậy, thương trước cái sự đau khổ của chúng vậy. Đó là mình thực hiện được cái tâm lý của mình. Còn mình không thấy mình làm được cái chuyện đó, nhiều khi mình làm ngơ nữa cũng không chừng. Do đó thì mình không thể tu tâm bi, thì mình tu tâm từ. Mình thấy mình tu tâm từ không có hợp với mình, tâm bi không hợp, mà mình muốn tu tâm hỷ, tâm xả, thì lúc bây giờ đó nó có những cái cách thức để mình tu tâm hỷ, tâm xả. Nó bốn pháp mà, nó đâu có bắt buộc mình phải luôn luôn từ bi không đâu. Không hiểu không? Cho nên nó còn cái hỷ, cái xả nữa rồi. Thầy có nhớ một lúc mà thầy xuống cái giếng mà thầy cứu hai con chó. Thầy kê hai con chó ở trên vai của thầy, hai chó con ở trên vai của thầy, bị nó chó con chứ nó cũng lớn rồi. Cho nên để cho nó khỏi ngộp nước thì thầy mới để trên vai. Mà để trên vai mà hồi mà thầy lôi nó thì phải dùng hết sức, thầy lôi nó thì để lên được, thì nó đuối sức rồi, hết sức leo rồi. Nghĩa là còn dựa lưng như thế này mà nếu một hơi nữa mệt thì chắc mình cũng chết và chó cũng chết. Nhưng mà may mắn là con chó mực nó khôn, nó chạy nó đi kêu, nó thấy thầy xuống đó. Hồi đầu thì nó chạy nó kêu thầy cứu hai con chó con. Rồi thầy xuống thầy cứu hai chó con. Rồi nó thấy thầy ở dưới không lên, chắc nó nói thầy cũng chết dưới. Nó chạy vô nhà bếp, nó kêu mấy người trong nhà bếp. Rồi mấy người trong nhà bếp mới chạy ra. Chứ ở mà mấy người trong nhà bếp mà không chạy ra thì chắc thầy cũng chết luôn với mấy con chó. Chứ không là sao, bởi vì cố gắng mà lôi kéo mấy con chó mà để trên vai của mình, đặt cho mình ý của thầy là mình đưa trên vai của mình, rồi mình mới trường mình lên, mình nương hai cái tay mình để nó nằm trên vai của mình, rồi mình dựa cho nó nằm, nó ở trên cổ mình, mình cứ dựa là mình nương cái tay mình tèo cái thằng giếng mình lên, trường nó lên, nhưng mà sức nó hết. Tôi thấy ý ông nói là bi tâm, mà khi mình thực hiện thì mình đâu có trí tuệ để mình lường trước được cái chuyện nó đang đi là phải trí. Con ông nghe nó bi trí. Yeah. Bi trí. Thầy cho con hỏi. Mình đương học tâm thất, học lập cư, ở lập cư không mấy chuyện với ai, nhưng mà thấy bạn mình cứ đi ăn khắp giặt hoài, rồi mình làm sao mà ăn được thưa thầy? Đi ăn khắp giặt gặp cái gì cũng ăn khắp vậy nên về á. Bây giờ đó, con thấy bây giờ đó, con nên nói nhớ rằng bây giờ mình lập cư. Mà bây giờ là con thực hiện ở trong cái độc cư để mà tu, để mà đi đến nơi cứu cánh, phải không? Thì cái sự độc cư con á thì hoàn toàn con không nói ai hết, bây giờ tu chỉ độc một cư, độc bộ, độc hành rồi. Ai ăn cắp ăn làm gì đó thì mấy người làm tội, mấy người chịu chứ còn nhân quả nào nấy chịu. Nhưng mà bây giờ con tu một cái nhân quả, con thấy đó là nhân quả ác, mà mình không khéo, mình không giúp cái người này thì họ tạo cái ác sao, thì tội cho họ quá. Cho nên trong khi độc cư, tôi khai giới độc cư ra, phải không? Bởi vì con thấy cái giai đoạn này chưa phải mình đến rút ráo, nó còn cái giai đoạn mà có thể nói là tôi đang tu, ví dụ như bây giờ đang tu để đổ lậu mà, thì tôi thấy cái này là để như vậy thì rất tội cho cái người đó quá. Cho nên vì vậy mà cái tâm bi của tôi không để cho cái người làm cái tội đó. Cho nên tôi đến tôi gặp ngay liền, bác anh đừng có làm cái điều này nha, đây là tội. Cái ông này ông già làm chữ con không nước. Đủ con cắp trò mai đâu, đúng không? Thì con nói thật sự ra thì tôi nói cho bác, cho anh biết đó, là không phải là tôi nói xấu đâu, mà tôi sợ về cái nhân quả làm như vậy nó không tốt, cho nên tôi mới nói là tôi phải khóa độc cư đó, tôi phải khai giới độc cư ra tôi nói đó, chứ không khéo tôi không nói là mai mốt à, những cái nhân quả này thầy bác anh chịu, chứ còn quả tôi chịu đâu. Nhưng mà tôi ngồi trong thất tôi thấy như vậy là cái tâm từ ở tâm bi tôi nó chịu, nó buộc tôi nó phải đi làm cái điều này, cho nên tôi sẵn sàng tôi đi làm điều này. Vậy mà bác hay là anh nghe lời tôi thì tốt, mà không nghe lời sau này tôi không nói nữa, rồi cái chồng chất cái nhân quả này là chịu đó. Đó. Vậy rồi mình tạm với giới nói chuyện sao thầy? Thì khai giới rồi mà con. Tại con khai giới rồi. Thấy vậy bạn mình nó cứ kẹt vô cái giới.
Đó, thì con khai giới rồi, sau khi con trở về rồi thì con đóng giới lại chứ con đừng có khai luôn đó thì không được. Đóng giới rồi thì nhất định là không nói, nhưng mà có cái chuyện đó thì con phải khai ra chứ không có gì hết. À, cho nên vì vậy mà trước khi mà con giữ cái hành độc cư, tức là cái giới phòng hộ, thì khi đó mình khai ra để không mình phạm giới đó. Mình phạm giới rồi mình sẽ coi thường giới, và coi thường giới thì sau này mình tu rất là khó khăn. Khai là nói thế nào thưa thầy? Khai hiện giờ trường hợp như thế này, trường hợp xảy ra như thế này trước mắt, tôi xin khai cái giới phòng hộ mắt tăng của mình thân ý của tôi để tôi giúp đỡ cho người khác bằng cách là tôi khuyên họ, anh tôi không xin khai giới, anh xin chư Phật chứng minh cho thực tình khai giới được không? Thì con nói vậy thôi đủ rồi, thì con khai rồi đó. Nhưng mà lát nữa thì con xong rồi thì con đóng giới lại. Bây giờ công chuyện con đã xong rồi, xin chư Phật chứng minh con xin đóng giới lại, con không phạm giới. Thì mình khai giới, khai giá trị phạm liên tục chứ đâu phải. Cho nên vì vậy mà mấy con chạy nói chuyện mà mấy con quên chơi mà mấy con nói chuyện tào lao là mấy con coi chừng tội không. Bây giờ muốn nói chuyện cái thôi tôi cũng khai giới để nói chuyện giúp đỡ, thì cái điều đó không được. Đừng có khai giới kiểu đó thì không ai dám chứng minh nữa đâu. Khi nào mà trước cái cảnh đau khổ, trước cảnh ví dụ như bây giờ đó, bây giờ con giữ cái hành độc tư của con, mà bỗng dưng con nghe một con rắn bắt con nhắn, nó kêu cứu cứu, thì con cũng xin khai giới độc cư của con để nó đừng có phóng dật. Bởi vì giới độc cư nó là giới phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng. Bây giờ nó kêu nó la mà tôi nghe như vậy tôi không phóng dật cho được. Mà bây giờ nó không, mình giữ hành độc cư không phóng dật, cái tai quay vô con rắn cắn nhá chết bỏ, mày muốn nghe nó thì như vậy là con không được. Bây giờ trước thường họp mà con nhái nó sắp sửa chết, nó đau khổ quá nó kêu, tiếng kêu con nó là kêu cứu, ai cứu giùm tôi đó, thì con nghe cái tiếng kêu con nhái nó kêu, thì lúc bây giờ tôi xin khai giới độc cư ra để tôi cứu giúp con nhái, mai ra nó đi nhân quả nó còn sống được, và con rắn cũng không có làm gì hết. Thì như vậy là con khai giới chạy ra vậy cây quơ ào ào cho con rắn nó chạy. Đó là cái điều kiện con bị phóng dật rồi, cho nên con cũng phải khai giới độc cư ra đó. Rồi sau khi vô rồi đó, thì khi mà con rắn con cứu con nhái rồi thì con sẽ đóng cái giới độc cư, xin đóng giới giá cái giới. Như vậy là mình mới tu chứ, tu là làm gì? Tu là hàng ngày đóng mở chứ. Không phải là rồi như gọc cây được đâu. Thầy nói thật sự nó đúng lúc nào, bởi vì mình tu tất cả các pháp của Phật là 37 phẩm trợ đạo, 37 pháp tu tập để nó trợ cho cái chân lý của chúng ta thành đạo, mà dương sự là trợ cho cái đạo. Do đó cho nên như vậy mà lúc nào nó có cái trường hợp nào đó cần khai mình khai. Nhưng mà tới khi mà rốt ráo, cái tới giờ phút rốt ráo thì lúc bây giờ phải bắt đầu để cho nó đủ cái đạo lực, chứ con bị khai như vậy nó không. Mà lúc mà rốt ráo rồi thì coi như là mình thấy đây là tất cả nhân quả, mà lúc mình đã quyết tâm còn những giờ phút 5, 10 giờ hoặc là 12 tiếng đồng hồ là nhất định chết bỏ chứ không cứu ai nữa. Bây giờ còn có nước cứu tôi thôi. Một là tôi đang chết đây, mà tới sắp chết mà tôi sắp chết rồi tôi còn cứu ai làm gì nữa. Cho nên lúc bây giờ là lúc quyết định. Cho nên vì vậy mà những cái chướng ngại pháp, những ác pháp lúc bây giờ nó cũng tác động để cho mình phá cái hạnh của mình liền tức á, nó làm cho mình không có đi sâu vào được. Thì lúc bây giờ là lúc chết rồi, coi như mình sắp chết thì đừng có phá cái hạnh độc cư, có hạnh độc cư mấy con không tới đâu. Thì dặn kỹ lúc mà cái con tu mà nó cái giờ phút mà sắp chứng đạt thì ma dương nó hiện ra, ác pháp nó đến nhiều lắm, đến cả thọ đã, tất cả mọi ác pháp đều đến trong lúc đó là lúc tận cùng là giữ độc cư trọn vẹn. Cho nên tới chuyện đó thầy sẽ nói là bây giờ trọn vẹn mở mặt tạm giải phóng, chứ còn nếu chạy bậy là không được. Lúc bây giờ mấy con đừng có chạy ra cứu ai cứu khổ gì hết, cũng đừng tù từ bi hỷ xả dạng hết thì nó mới được. Từ ra khi nào mà con tu cái tâm từ hoặc là tâm bi nó đi đến rốt ráo là từ nó an trú rất là dễ dàng. Cho nên những cái pháp này nó dễ, còn cái pháp mà tu tứ niệm xứ tới cái giai đoạn cuối cùng là nó rất khổ mấy con. Rất khổ mấy con, động một chút là mấy con làm cho mất cái thanh tản, là vô sự của mấy con, là mấy con không tới đó. Còn cái tâm từ của mấy con nó thực hiện càng từ bao nhiêu thì nó sẽ tới chỗ bất động toàn bộ của nó. Rồi cuối cùng mà mấy con thực hiện qua cái pháp thân thành niệm thì con đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn.